Audio Jungle. Xin chào Ngô Hoan nha. Vị khán giả đầu tiên có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay của Từ Ngọc Lan Duyên. Rất là tuyệt vời vì Hoan là một người bạn mà Lan Duyên vô cùng yêu quý. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà Lan Duyên quay trở lại với sóng livestream. Và rất là vui mừng vì có những người bạn đã theo dõi. Và hiện nay thì còn 6 phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình livestream. Và hiện tại thì Lan Duyên đã nhìn thấy có 12 anh chị đã theo dõi rồi. Rất là tuyệt vời. Vâng, các anh chị đã có mặt rất là sớm trong buổi livestream của Lan ngày hôm nay. Mặc dù là buổi livestream thì lịch thông báo khá là gấp, mới chỉ cách đây khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi mà livestream chính thức phát sóng. Tuy nhiên đến thời điểm này thì Lan Duyên đã thấy rất là nhiều các anh chị em đã vào rồi. Xin chào đồng chí Từ Ngọc Lai Ca. Và ngày hôm nay trong buổi livestream của Lan Duyên, rất hân hạnh được đón chào các thành viên của Viện Đào tạo Định Tâm Thức Kinh doanh. Và đặc biệt là có đồng chí CEO của chi nhánh BNL miền Trung, đồng chí Từ Ngọc Lai Ca. Và ngày hôm nay thì đồng chí Lai Ca sẽ có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó chính là thư ký để có thể ghi nhận cũng như là đánh giá và trao những phần quà tuyệt vời dành cho tất cả các anh chị trong ngày hôm nay. Và nếu như các anh chị đã nhận được vé mời để tham dự vào buổi livestream của Từ Ngọc Lan Duyên ngày hôm nay thì biết rằng là ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời và đặc biệt, bởi vì chúng ta sẽ có hàng cơn mưa quà tặng, rất là nhiều các quà tặng thú vị và hấp dẫn dành cho tất cả các anh chị em ngày hôm nay. Và buổi livestream của chúng ta thì chỉ kéo dài trong vòng 30 phút thôi. Và trong 30 phút này thì chúng ta đừng bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào, bởi vì Lan Duyên sẽ trao rất là nhiều phần quà ở mỗi phân đoạn khác nhau trong buổi livestream. Do vậy nên các anh chị chỉ cần lỡ một phút thôi là các anh chị sẽ bị lỡ mất quà tặng thú vị từ Ngọc Lan Duyên cũng như là từ Viện Đào tạo Định Tâm Thức Kinh doanh. Do vậy chúng ta đừng rời màn hình một phút nào nhé. Hiện tại thì điện thoại của Lan Duyên là tinh tinh liên tục để thông báo rằng số lượng các anh chị đang vào xem livestream của Lan Duyên đang ngày càng tăng lên. Và hiện tại thì đã rất là tuyệt vời, đã có 20 quý vị tham gia rồi. Các anh chị đang vào. Rất là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay đúng không ạ? Hôm nay là một buổi tối rất là đẹp. Và thực sự là để có một buổi livestream ngày hôm nay thì Lan Duyên cũng xin chia sẻ đó là đến từ cái hứng khởi của siêu nhiên. Vì sao Lan Duyên lại nói như vậy? Là bởi vì là cái kế hoạch cho livestream thì thông thường sẽ phải là đặt ra một cái kế hoạch trước 24 cho đến 48 giờ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì Lan Duyên hết sức là vui mừng là bởi vì là trong cái kênh truyền hình BNL Startup Success hôm nay mở ra thì đột nhiên thấy con số là 108 người subscribe. Và rất là ngạc nhiên là vì sao lại con số lại đến như vậy. Và dạo gần đây thì mình rất là quan tâm đến những con số ngẫu nhiên hoặc là những con số đặc biệt xuất hiện một cách liên tục đó. Bởi vì mình nghĩ rằng là khi có một dãy số nào đó mà lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc những con số mà đặc biệt xuất hiện trước mắt mình, thì chắc chắn là có một cái thông điệp nào đó mà vũ trụ đang muốn nhắn gửi tới cho Lan Duyên. Và qua cái câu chuyện của Lan Duyên thì cũng nhắn với tất cả các anh chị em là nếu như mà các anh chị em đi đường hay là bất kể một hoàn cảnh nào mà các anh chị em nhìn thấy những con số đặc biệt thì hãy lưu tâm đến nhé. Bởi vì nó không chỉ là ngẫu nhiên mà nó xuất hiện đâu, mà chắc chắn là có một thông điệp bí ẩn nào đó truyền tải đến cho các anh chị em. Và ngày hôm nay hết sức đặc biệt bởi vì là kênh YouTube channel đã tăng lên một cái con số rất là nhanh chóng trong những ngày qua và đạt được cái con số là 108, thì Lan Duyên cảm thấy nó là một con số vô cùng kỳ diệu. Và vì vậy nên là từ trước đến giờ thì con số 108 là con số mà Lan Duyên đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Kể từ khi mà ngày trước Lan Duyên có tập yoga thì rất là thường xuyên vào mỗi buổi sáng thì Lan Duyên luyện tập chuỗi động tác chào mặt trời. Các anh chị em ở đây có ai là người đang tập yoga không ạ?
anh chị em nào tập yoga thì có thể comment giúp Loan nhá. Loan xem là có những anh chị em nào mà tập yoga và đã từng luyện tập cái bài tập này 108 vòng trào mặt trời. Đó là một thử thách. Và tại sao lại đặt ra con số đó? Rất là tuyệt vời. Bởi vì nó có một cái giá trị, một ý nghĩa và một thông điệp mà ngày hôm nay Loan Duyên sẽ bật mí và sẽ chia sẻ với các anh chị. Nó không chỉ đơn giản là một con số đâu, mà nó là một con số biểu trưng cho vũ trụ. Và vì sao nó lại mang cái giá trị tiềm ẩn và biểu hiện của sự quyền lực thì chúng ta hãy cùng theo dõi livestream của Loan Duyên nhé. Ok, có rất là nhiều các anh chị đã thả tim rồi. Rất là tuyệt vời. Và hiện tại thì đã có 20 anh chị livestream. Và chính thức là giờ vàng đã điểm, đã đến 9 giờ 21:00 chính là thời khắc mà chúng ta sẽ bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Rồi, rất là tuyệt vời rồi ạ. Ok. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì Tự Ngọc Loan Duyên xin chào mừng tất cả các quý vị, các anh chị học viên cũng như là các truyền nhân của Viện Đào tạo Định Tâm Thức Kinh doanh. Và rất là nhiều các anh chị em bạn bè của Loan trước kia cũng có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì mình xin phép giới thiệu lại một lần nữa. Tên của Loan Duyên, tên thường gọi thì là Mai Thanh Loan. Và mình có một cái pháp danh là Tự Ngọc Loan Duyên. Vì sao lại có pháp danh này? Là bởi vì khi có pháp danh này thì mình có một cái sự đột phá và sự thay đổi trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc đời của mình. Và Loan Duyên có nghĩa là lan tỏa và lan truyền tất cả những duyên lành tới cho tất cả cộng đồng, cho tất cả mọi người xung quanh. Và từ khi mà Loan Duyên mang cái tên này thì Loan Duyên đã chia sẻ và trao đi rất là nhiều các giá trị cho cộng đồng và nhận được rất là nhiều những tình yêu thương của các anh chị, các quý học viên. Và hiện tại thì Loan Duyên đang là chủ tịch của công ty BNAO, là Business Networking International Online, chuyên về mảng cố vấn chiến lược và hỗ trợ cho các doanh nghiệp toàn quốc. Bên cạnh đó thì một cái sản phẩm cốt lõi của BNAO đó chính là về phần đào tạo về định tâm thức khởi nghiệp cho các startup của Việt Nam. Và Loan Duyên hiện nay thì cũng đang là định tâm thức coach cho Viện Đào tạo Định Tâm Thức Kinh doanh. Và hôm nay thì thực sự rất là vui mừng vì Loan Duyên có cơ hội được livestream trên sóng của Facebook để chia sẻ với quý vị và các anh chị em một chủ đề vô cùng đặc biệt và thú vị ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn cả thì có rất là nhiều các phần quà dành cho các anh chị em. Và Loan Duyên nói là buổi livestream của chúng ta chỉ kéo dài trong vòng 30 phút thôi. Do vậy nên là bất kỳ một giây phút nào mà các anh chị em bỏ lỡ livestream này hoặc là lảng đi đâu đó 1-2 phút thôi là chúng ta sẽ bị lỡ rất là nhiều các phần quà vô cùng có giá trị ngày hôm nay. Do vậy nên hãy đừng rời màn hình livestream cho đến phút cuối cùng các anh chị em nhé. Có rất là nhiều các anh chị em đang nói là tò mò quá, không biết là chủ đề ngày hôm nay là gì. Ok, chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất là thú vị. Ok, vậy Loan Duyên đặt ra cho các anh chị một câu hỏi, đó là các anh chị có biết là chủ đề ngày hôm nay là gì không ạ? Các anh chị nào mà vào đầu tiên, vào trước lúc 9 giờ thì có thể là đã nghe thấy Loan Duyên chia sẻ một chút rồi. Thế các anh chị em nào mà chưa vào thì có biết là chúng ta đang theo dõi buổi livestream này là về chủ đề gì không? Hãy comment xuống dưới để Loan Duyên xem có chính xác không nhá. Ok. Xin chào chị Quyên nha. Xin chào chị Nga. Xin chào chị Ly Nguyễn. Xin chào chị Lương Giang. Chị Lương Giang đang hết sức là tò mò không biết là có ý nghĩa gì. Ok, không biết là có ý nghĩa gì đây. Có một câu trả lời tương đối là chính xác rồi. Xin chào Nguyễn Tuyết Nhung. Xin chào Lục Phạm ạ. Hôm nay có rất là nhiều bạn bè của Loan Duyên mà từ trước đến giờ là chúng ta có thể đã từ rất lâu rồi chúng ta chưa kết nối với nhau, nhưng mà ngày hôm nay thì các anh chị đã kết nối lại Loan Duyên qua buổi livestream ngày hôm nay. Loan Duyên thực sự rất là vui mừng.
Cảm ơn Ngô Hoan rất là nhiều. Chủ tịch đã thay đổi hoàn toàn so với Loan Specialist. Vâng ạ, Specialist với cả President nó khác nhau nhiều lắm ạ. Và vậy nên là các anh chị sẽ thấy rằng là vì sao nó lại như thế, là bởi vì khoảng thời gian vừa qua Loan Duyên đã dành để có thể là học tập và rèn luyện lại chính bản thân mình. Và rèn luyện cái gì ạ? Rèn luyện cái học ăn, học nói, học gói, học mở. Khó nhất là việc là chúng ta rèn luyện cái tinh khí thần của chúng ta. Và làm thế nào để khi mà đứng trước đám đông chúng ta có thể nói được rất là nhiều những cái kiến thức, trao đi các giá trị thực sự là có trí tuệ và mang đến cho các anh chị em những điều vi diệu, những điều thần kỳ, thì đó là những cái giá trị mà Loan Duyên đã phải mất một khoảng thời lượng tương đối dài, một tầm nửa năm để có thể đứng trước ống kính ngày hôm nay tự tin như thế này. Cảm ơn chị Quyên rất là nhiều. Chị có thể vào ngắm Loan Duyên. Ok, nội dung thì sẽ biết ở phần sau, khối sau sẽ rõ. Ok, xin chào chị Nguyễn Ánh. Chị Ánh hiện nay đang là học viên của khóa học 21 bài giảng phát triển bản thể, và chị là một trong những học trò có tỷ lệ chuyên cần là cao nhất trong tất cả các lớp học, và tinh thần học tập hết sức là tuyệt vời. Ngô Hoan là khám phá con số định tâm thức và ý nghĩa của các con số. Hay quá, rất là hay, rất là tuyệt vời. Xin chào leader Sabrina là bạn của mình, và hiện tại thì bây giờ Vân cũng là một học trò của lớp K3 khoa phát triển bản thể rồi. Vâng, xin chào rất là nhiều các anh chị, và có các anh chị đã đưa ra được các câu trả lời tương đối là chính xác rồi. Rất là tuyệt vời. Và chính xác là buổi ngày hôm nay thì nếu như mà các anh chị đã nhận được thư mời từ Loan Duyên thì cũng biết rằng là ngày hôm nay là một chủ đề rất là đặc biệt, hết sức đặc biệt. Đó chính là 108 con số bí ẩn của quyền lực. Các anh chị có thấy hay không ạ? Nói về con số thì Loan Duyên có một cái niềm hứng khởi có thể chia sẻ cả ngày được luôn á. Nếu như mà các anh chị đã từng đọc hoặc là đã từng tìm hiểu về thần số học này, hay là các con số bí mật của các con số như số 7, số 72, số 36, số 108, thì các anh chị sẽ thấy rằng là mỗi một con số nó có một cái giá trị hết sức là đặc biệt. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu con số 108 nhé. Trước khi mà bắt đầu vào phần chia sẻ thì Loan Duyên sẽ dành một món quà đầu tiên cho 3 người đang theo dõi livestream trực tiếp này. Các anh chị em ở đây đã sẵn sàng nhận quà chưa ạ? Anh chị em nào sẵn sàng nhận quà thì có thể comment sẵn sàng giúp Loan Duyên nhá. Món quà đầu tiên, rất là nhiều quà, cơn mưa quà tặng luôn. Loan Duyên sẽ chia sẻ với các anh chị em món quà đầu tiên nhá. Vâng ạ, thể lệ của món quà đầu tiên đó chính là 3 người comment tôi muốn tham gia khóa học phát triển bản thể và tag ít nhất 3 người bạn chia sẻ livestream này, cộng với cả subscribe cho kênh YouTube của BNIO thì sẽ được tặng một khóa học trị giá là 270k. Món quà đầu tiên trị giá 270k dành cho 3 anh chị em nào đầu tiên comment là tôi muốn nhận khóa học. Món quà là khóa học 21 bài giảng phát triển bản thể. Các anh chị em hãy tag ít nhất là 3 người bạn của mình vào. Hãy chia sẻ livestream này thật là nhanh ạ. Chia sẻ livestream này thật là nhanh và hãy subscribe cho kênh YouTube của BNIO. Và đường link của kênh YouTube BNIO thì xin mời đồng chí Tự Ngọc Lai Ca, xin mời CEO của BNIO Đà Nẵng có thể support Loan Duyên nha. Sẽ có thể là link kênh YouTube của BNIO vào. Vâng ạ. Và chúng ta sẽ được nhận một khóa học trị giá là 270k. Tuyệt vời không ạ? Một món quà rất là tuyệt vời và ý nghĩa dành cho các anh chị em. Đó là một lộ trình thay đổi hoàn toàn về tinh khí thần, về bản thể bên trong của các anh chị em. Làm thế nào các anh chị em thấy là Loan Duyên trước kia và bây giờ một Loan Duyên đứng ở trước ống kính có thể tự tin nói như phát thanh viên truyền hình? Đó chính là món quà đầu tiên dành cho các anh chị, để các anh chị đạt được tinh khí thần như Loan Duyên. Rồi chúng ta hãy nhanh chóng nhận món quà nhé. Món quà của chúng ta, 3 người đầu tiên comment đầy đủ là muốn nhận món quà 21 bài giảng phát triển bản thể, các anh chị hãy tag ít nhất là 3 người bạn của mình vào. Hãy chia sẻ livestream này. Và kênh YouTube thì Loan Duyên đã link ở trong phần comment rồi. Rồi chúng ta hãy
nhanh chóng làm tất cả các thao tác này. Vâng, xin mời đồng chí doanh nhân và đồng chí Tự Ngọc Thảo Điền sẽ là thư ký và hãy hỗ trợ cho Tự Ngọc Loan Duyên để có thể là đánh giá công bằng nhất, xem ai là anh chị em nào là anh chị em hoàn thành được cái thử thách đầu tiên và nhận được món quà đầu tiên của Loan Duyên nhá. Rất là tuyệt vời, có rất là nhiều anh chị em tham gia rồi. Và hiện tại thì livestream, thực sự là livestream đến thời điểm này là mới có 9 phút bắt đầu thôi mà rất là nhiều anh chị em vào. Xin chào Mai Tống nhá. Mai Tống là người bạn học cấp 3 của Loan Duyên mà Loan Duyên rất là yêu quý. Và cũng rất là lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau. Và ngày hôm nay thì khi mà Loan Duyên lên sóng truyền hình thì được rất là nhiều sự quan tâm cũng như là sự theo dõi của các anh chị. Đó là cái tình cảm tuyệt vời nhất mà Loan Duyên nhận được khi mà làm livestream này. Và chắc chắn là không để các anh chị em phải đợi lâu thì các anh chị em sẽ được chia sẻ phần chia sẻ về con số 108 rất là đặc biệt. Nên là các anh chị em hãy nhận món quà đầu tiên trước khi chúng ta bắt đầu nhá. Ồ, chị Quyên rất là nhanh nè. Ok, rất là tốt, rất là tuyệt vời. Và xin mời đồng chí hai bạn trợ lý của Loan Duyên hãy cố gắng là hỗ trợ Loan Duyên nhanh nhất có thể để có thể vinh danh xem ai là chủ nhân của món quà đầu tiên nhá, ba món quà đầu tiên. Và một lát nữa thì ban thư ký sẽ gửi lại thông tin là ba người có cái phần comment nhanh nhất, đáp các người bạn và chia sẻ livestream này nhanh nhất thì sẽ được tặng một khóa học trị giá 270k. Rất là tuyệt vời. Và Loan Duyên sẽ quay trở lại với phần vinh danh sau một ít phút nữa. Ok. Và các anh chị em đừng lo lắng bởi vì Loan Duyên nhìn thấy rất là nhiều các anh chị em số thứ tự từ 4, 5, 6, 7, 8, rất là nhiều các anh chị em cũng comment nữa. Và 10 người tiếp theo comment là tôi muốn nhận món quà khóa học 21 bài giảng phát triển bản thể, cũng tác tên ba người bạn và chia sẻ livestream này. Subscribe cho kênh YouTube của BNIO. Ngày hôm nay sẽ được tặng một khóa học với mức học phí gieo hạt bởi truyền nhân. Ok, và mức học phí gieo hạt bởi truyền nhân thì chỉ có 772k thôi. 72k là ứng với 72.000 đường kinh lạc để nối các huyệt đạo của con người và nhận được vi tế từ vũ trụ. Đây là một trong những con số hết sức đặc biệt. Và các anh chị em nhớ là Tôn Ngộ Không là có bao nhiêu phép thần thông biến hóa ạ? Đó chính là 72 phép thần thông biến hóa nha. Có một livestream khác thì Loan Duyên sẽ chia sẻ con số 72. Con số 72 cũng hết sức đặc biệt. Và chỉ ngày hôm nay 10 người tiếp theo comment tôi muốn nhận món quà là khóa học 21 bài giảng phát triển bản thể, tác ít nhất 3 người bạn, chia sẻ livestream này và subscribe cho kênh YouTube của BNIO Startup Success thì sẽ được tặng khóa học với mức học phí gieo hạt. Thông thường thì các học trò mà được gieo hạt bởi truyền nhân định tâm thức thì mới nhận được mức học phí này thôi. Còn khóa học của chúng ta là trị giá 270k, chính là ba người bạn đầu tiên được nhận 100% khóa học này. Một quà hết sức là đặc biệt và tuyệt vời đúng không ạ? Ok. Còn một ít phút nữa thì Loan Duyên sẽ quay trở lại để xem ai là chủ nhân của hai món quà này nhé. Và phần tiếp theo là Loan Duyên có một câu hỏi dành cho các anh chị em. Đó là ai đã từng nghe tới con số 108 rồi? Và các anh chị em cảm thấy con số này có điều gì đặc biệt? Hãy có thể comment vào phần chat. Con số này chắc chắn là không phải chỉ có một mình Loan Duyên thấy là nó đặc biệt đâu. Chắc là sẽ có rất là nhiều các anh chị em cũng cảm nhận sự đặc biệt của nó đúng không ạ? Anh chị em nào cảm nhận được thì hãy chia sẻ. Ok. Rất là tuyệt vời. Ok. Và trong lúc chờ đợi phần comment của các anh chị chia sẻ về con số 108 khi mà các anh chị đã từng nghe thì Loan Duyên đã nhận được thông báo từ ban thư ký chúc mừng ba người đầu tiên đã nhận được món quà trị giá 270k của Loan Duyên, đó là khóa học 21 ngày phát triển bản thể, đó chính là chị Quyên, Ngô Hoan và Linh Băng. Xin chúc mừng ba người bạn của Loan Duyên ạ. Rất là tuyệt vời, ba người đã comment, đã chia sẻ livestream và sắp vô cùng nhanh, vô cùng tuyệt vời. Và thực sự là cảm ơn Ngô Hoan rất là nhiều vì bạn đã xuất hiện trong livestream của Loan Duyên
ngay từ khi mà Loan Duyên mới bắt đầu mở livestream lúc 9 giờ kém 10 phút thì bạn đã vào rồi và món quà thực sự là rất là tuyệt vời dành cho hai người bạn thân của Loan Duyên, đó chính là Ngô Hoan và chị Quyên. Ngoài ra có Linh Băng là một người em rất là đáng yêu, hiện nay đang ở Hồ Chí Minh. Rất là tuyệt vời, cảm ơn và chúc mừng ba bạn nha. Rất là chúc mừng và tất cả 10 bạn. 10 bạn tiếp theo thì ban thư ký sẽ giúp Loan Duyên là ghi lại toàn bộ thông tin và trao món quà này sau khi buổi livestream này kết thúc nhé. Ok. Và quay trở lại với câu hỏi của Loan Duyên là các anh chị em thấy con số 108 này như thế nào? Rồi Loan Duyên sẽ đọc cái phần comment xem. Nó sẽ hơi chậm một chút nên là Loan Duyên chưa đọc được hết. Ok. 108. Con số rất là hay. Xin chào anh Bình nhá. Xin chào anh Bình, ngày hôm nay thì hai vợ chồng cùng tham gia học rất là tuyệt vời. Chị Ánh cũng là một học trò xuất sắc nhất trong việc là luôn luôn học đúng giờ và có chuyên cần là tỷ lệ 100%. Và hiện nay thì ông xã của chị cũng đã tham gia vào buổi livestream ngày hôm nay, rất là tuyệt vời. Con xin cảm ơn sự có mặt của hai vợ chồng ạ. Ok, vâng, và nội dung chính của ngày hôm nay đó chính là con số 108. Rồi, Loan Duyên sẽ không để các anh chị em sốt ruột thêm nữa. Loan Duyên sẽ chia sẻ ngay sau đây để các anh chị thấy nhá. Các anh chị em có biết không, 108 chính là một con số rất là bí ẩn và quyền năng của vũ trụ xuất hiện hàng tỷ năm qua. Và nó mang rất là nhiều những ý nghĩa và xuất hiện nhiều lĩnh vực khác nhau như là khoa học, này, văn hóa, tín ngưỡng. Và đặc biệt đây được gọi là một con số thiêng trong nhiều tôn giáo và trong truyền thống văn hóa phương Đông thì chúng ta cũng gặp con số này rất là nhiều. Vâng, và theo như kinh Vệ Đà thì số 108 được coi là căn bản của tạo hóa, tượng trưng cho vũ trụ và cái trọn vẹn trong sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta thấy rằng mỗi một con số nó lại mang một cái giá trị khác nhau. Các anh chị em có ngày sinh hay là con số thần số của mình, mỗi một con số nó sẽ lại ứng với một cái ý nghĩa. Vậy thì 108 ở đây, số 1 chính là biểu thị cho thần tính, số 0 là tượng trưng cho sự hư không, và số 8 chính là con số vô tận. Các anh chị em nào mà nhớ về cái kiến thức toán học ngày xưa, chúng ta học là có âm vô cùng và dương vô cùng, đúng không ạ? Vâng, đó chính là con số 108. Và nó được coi là một con số thần kỳ, gắn liền với sự hoàn mỹ và thành công. Và có một điều rất là vi diệu, đó là khoảng cách từ trái đất đến mặt trời gấp 108 lần đường kính của mặt trời. Còn khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng thì lại gấp 108 lần đường kính của mặt trăng. Còn đường kính của mặt trời thì lại gấp 108 lần đường kính của trái đất. Các anh chị em đã thấy đến đây thì đã các quý vị, các anh chị ở đây đã thấy là thú vị chưa? Đã thấy hay chưa? Con số 108 rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời, tuyệt vời như tất cả những người bạn của Loan Duyên hiện nay đang xuất hiện. Ok, em chào anh Thành nhá. Rất là tuyệt vời, cảm ơn anh đã có mặt trong buổi livestream của Loan Duyên ngày hôm nay. Hết sức là tuyệt vời. Xin chào chị Thanh Phúc ạ. Xin chào Hoàng Lệ. Một người bạn mà đã gắn bó rất là lâu với cả Loan Duyên và đã có rất là nhiều những tâm sự, những trao đổi, những chia sẻ trong các góc nhìn của cuộc sống. Và hôm nay thì Lệ cũng có mặt trong buổi livestream của Loan Duyên ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Lệ đã tham gia nhé. Và quay trở lại với 108 thì chúng ta có biết không, quỹ đạo mặt trăng thì có 27 ngày và theo 4 hướng là Đông, Tây, Nam và Bắc, cấu thành từ 4 thành tố là đất, nước, lửa và không khí. Và tích của 27 nhân với 4 thì lại bằng chính xác là 108 luôn. Đó, lại thêm một sự kỳ diệu nữa. Và thêm một cái bí mật mà chia sẻ với các anh chị em nữa, đó là cái chuỗi tràng hạt mà tăng nhân Tây Tạng hay dùng trong cái nghi thức mà thiền định hàng ngày cũng là gồm 108 hạt. Và ngày trước thì Loan Duyên có đi học tập yoga và rất là nhiều các chị ở trong lớp yoga cũng đeo những chuỗi tràng hạt và cũng có con số 108. Và kể từ lúc đó Loan Duyên cũng cảm thấy rằng là con số này nó rất là vi diệu, nhưng mà chưa có lúc nào là mình có chia sẻ rộng rãi được cho tất cả các anh chị mà có
tìm hiểu hoặc có biết đến con số này. Đó, con số 108 thì cũng có liên hệ rất là nhiều với Phật giáo. Nếu như các anh chị để ý thì tiếng chuông trong chùa thường gõ là 108 lần, 108 tiếng. Và dân gian nhận thấy rằng là mỗi năm thì chúng ta có 12 tháng, tương đương với lại 24 tiết và 72 hầu. Và khi mà cộng lại tất cả con số này, nó cũng ra một con số là 108 luôn. Đó, vì sao trong chùa lại tụng 108 tiếng chuông? Các anh chị em có biết không? Có ai biết có thể comment để chúng ta cùng nhau trao đổi và chia sẻ về kiến thức nhá. Rồi, xin chào chị Thiên Băng. Chị Thiên Băng có biết vì sao trong chùa người ta lại tụng là 108 tiếng chuông không ạ? Có ai biết không? Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì ở Đông Nam Á có một cái thuyết, đó là cho rằng là nhân gian thì có 108 phiền não, và mỗi một tiếng chuông gõ thì sẽ trừ đi một nỗi phiền não. Và vì vậy nên khi mà gõ 108 tiếng chuông, tức là sẽ trừ đi, tiêu tan hết toàn bộ phiền não của con người. Đó, đấy là lý do vì sao mà người ta sẽ tụng 108. Và Loan Duyên thì có một cái thói quen, đó là hàng sáng thì thông thường là sẽ dành cho mình khoảng tầm 30 đến 40 phút để thiền định. Và khi thiền định thì Loan Duyên có mở cái bài, đó là 108 câu Ho'oponopono. Thì đây cũng là một cái phương pháp rất là đặc biệt, và Loan Duyên tự ghi âm, tự thiền định theo tất cả những cái lời ghi của mình, cũng như là lựa chọn cái nhạc nó phù hợp với cái tần số rung động. Có những tần số rung động để đánh vào, kích thích vào cái luân xa tim để mở rộng cái tình yêu thương của mình. Và cũng có những cái tần số mà có thể là kích thích các cái luân xa khác. Thì đó là Loan Duyên đã rèn luyện nó như là một thói quen của mình như vậy. Và trước kia thì Loan Duyên có tập yoga. Thì những lần mà buổi tập ngắn thì Loan Duyên sẽ chỉ chào khoảng tầm là 11 hay là 18 lần vào chào mặt trời thôi. Nhưng mà nếu như mà có những buổi mà Loan Duyên chỉ tập mỗi một chuỗi duy nhất chuỗi chào mặt trời ấy, thì sẽ là tập 108 lần. Và thực sự là sự thật trong yoga cũng chỉ ra rằng là các luân xa chính là giao điểm của các kênh thần kinh vi tế, hay được gọi là nadis. Và chúng có tổng cộng là 108 nadis hội tụ để tạo thành luân xa tim. Và một trong số chúng thì Sunsuma dẫn đến cái luân xa vương miện. Luân xa vương miện chính là luân xa số 7 trên huyệt bách hội của mình ấy. Và đây được coi là con đường để dẫn đến sự nhận thức. Rất là hay đúng không? Ở đây có anh chị nào mà cũng tập yoga và cũng luyện tập như hàng ngày như thế không ạ? Ok, rất là nhiều anh chị. Vâng, Lệ nói rằng là cũng thấy chuỗi hạt trầm vòng tay cũng để 108 hạt. Rất là đặc biệt đúng không ạ? Chị Lương Giang hôm nay đã thấy được thêm nhiều cái góc cạnh đặc biệt của con số này. Anh chị em nào mà biết sự vi diệu hoặc là ý nghĩa của con số này thì có thể là comment thêm. Ok, xin cảm ơn Nguyễn Huyền Trang. Giọng chị Loan nghe hay quá, muốn nghe mãi thôi. Huyền Trang, nếu mà vào kênh YouTube channel của Hành Trình Phát Triển Bản Thể thì Huyền Trang có thể nghe một số những cái bài thiền mà Loan Duyên đã ghi âm để cho các anh chị. Có những bài thiền, hai cái bài thiền quan trọng nhất của chúng ta thiền, đó là thiền lòng biết ơn và thiền yêu thương. Bởi vì yêu thương và lòng biết ơn chính là hai thành tố mà cấu tạo nên vũ trụ này. Và thực sự khi nào các anh chị có lòng biết ơn thì các anh chị sẽ luôn luôn cảm thấy sự viên mãn, đủ đầy, thành công và phồn thịnh. Và nếu như mà các anh chị còn nhớ trong bộ phim Tây Du Ký thì Tôn Ngộ Không là có 72 phép thần thông biến hóa, và Chư Bát Giới thì có 36 phép, và tổng cộng thì 72 và 36 thì lại thành một con số là 108. Bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi, chị Lương Giang là 108 câu Ho'oponopono nè. Rất là nhiều các anh chị đang áp dụng. Xin chào Nông Anh Đức nhá. Thêm một người bạn yêu quý và thân thương của Loan Duyên hôm nay có xuất hiện trong buổi chia sẻ livestream ngày hôm nay. Và trong Thủy Hử của Thi Nại An thì cũng có 108 vị anh hùng lương sơn bạc. Trong đó thì 36 vị là sao Thiên Cương và 72 vị là sao Địa Sát. Và có một sự trùng lặp rất là linh thiêng ở đây, đó chính là An Tự Kinh của thầy Master Nguyễn Đình Hiệp đang sử dụng cũng lại trùng với cái chữ là chữ An. An Tự Kinh, và tác giả của Thủy Hử cũng là
là Thi Nại An. Đó, rất là tuyệt vời. Và càng ngày thì các anh chị em càng thấy là con số 108 nó rất là vi diệu đúng không ạ? Và chắc là các anh chị đang rất là ngóng trông, đặc biệt là những anh chị mà vào sau livestream này một đoạn đã bỏ lỡ mất món quà đầu tiên rồi, thì chúng ta đang mong chờ món quà thứ hai đúng không? Và như đã hứa thì buổi livestream ngày hôm nay sẽ rất là nhiều các phần quà đặc biệt và thú vị. Và món quà tiếp theo mà Loan Duyên sẽ dành cho tất cả các quý vị, các anh chị em và các bạn có mặt trong buổi ngày hôm nay, đó chính là dành Loan Duyên dành cho 3 người suất học bổng 40% của khóa học đào tạo truyền nhân định tâm thức. Và khóa học đào tạo truyền nhân định tâm thức của Loan Duyên là có giá trị 720k. Vâng, các anh chị nào muốn nhận món quà này không ạ? Anh chị em nào muốn nhận món quà này thì hãy comment là tôi muốn nhận món quà đào tạo truyền nhân định tâm thức. Và hãy tag ít nhất 3 người bạn của mình, chia sẻ livestream và hãy subscribe cho kênh YouTube của Business International Online, Networking International Online nhá. Ok, hãy dành cho 3 người bạn tiếp theo nhận được học bổng 40% khóa học ạ. Ôi, khóa học thứ hai của chúng ta lại còn giá trị hơn nhiều, càng món quà về sau lại càng giá trị. Vì vậy nên Loan Duyên có nói rằng anh chị hãy đừng rời màn hình một phút nào cả, bởi vì chúng ta rất dễ có thể là lỡ những món quà đặc biệt thú vị và quà càng về sau lại càng giá trị hơn. Rồi các anh chị hãy comment tôi muốn nhận món quà đào tạo truyền nhân định tâm thức và hãy viết những dòng cảm nhận về con số 108. Hãy viết dòng cảm nhận về con số 108 nhé. Rất là tuyệt vời, món quà thứ hai sẽ dành cho các anh chị. Và để giới thiệu cho các anh chị đó là vì sao món quà này lại rất là đặc biệt, là bởi vì truyền nhân định tâm thức chính là người lan tỏa những giá trị của định tâm thức đi xa. Và đặc biệt là khóa học này sẽ gồm 15 chuyên đề để đào tạo các anh chị 10 chữ vàng là cung, cách, nghi, thức, thành, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Và các anh chị hiểu là văn hóa là điều cốt lõi cơ bản của nền văn minh nhân loại. Và không phải ngẫu nhiên mà người Nhật đi đến đâu thì cả thế giới cũng ngả ngũ nghiêng mình cúi chào. Và vì sao nền văn hóa Nhật Bản lại mang đậm cái giá trị sâu sắc như vậy? Bởi vì mỗi con người đều xây dựng cho mình một giá trị về cung cách, về nhân lễ nghĩa trí tín. Và ở trong tổ chức, bất kỳ một tổ chức nào hay các anh chị là người đứng đầu của một tổ chức, một doanh nghiệp thì các anh chị luôn luôn sẽ phải để ý đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đó chính là giá trị cốt lõi để làm nên bản sắc riêng của văn hóa cũng như là cung cách của con người, và có thể đưa từ một người đang từ hạ tầng lên trung tầng và từ trung tầng lên thượng tầng. Đó chính là ở thái độ. Đó. Và khóa học đào tạo truyền nhân định tâm thức chính là khóa học mà dạy các anh chị về cung cách lễ nghi, từ việc kính trên nhường dưới, từ nghi thức đi lại hay là ăn nói, và làm thế nào để xuất hiện trước công chúng mà chúng ta thể hiện được cái giá trị, được trí tuệ, cũng như là thể hiện được cái văn hóa, cái nét văn hóa đặc trưng. Và khi mà các anh chị nhìn thấy Loan Duyên ở đây ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là Loan Duyên cũng rất hết sức là chỉn chu trong trang phục, hay là cái thư mời cũng rất là nghiêm túc để giới thiệu đến các anh chị, mặc dù là gửi trong thời gian rất ngắn nhưng mà cũng rất là có sự chỉn chu. Các anh chị thấy là đồng phục này, huy hiệu này, hay là vấn đề về mặt thời lượng này, thì đó là những cái vấn đề liên quan đến cung cách, nghi thức, thành. Ok, và xin mời ban thư ký hãy xem 3 người nhận được 40% học bổng 40% của học đào tạo truyền nhân định tâm thức là ai nhá. Loan Duyên sẽ quay trở lại với món quà này với kết quả. Và ngày hôm nay thì rất là vui. Thực sự là 30 phút là rất là ngắn ngủi, vì bây giờ đã gần hết 30 phút rồi. Loan Duyên sẽ rất là nhanh chóng để không làm ảnh hưởng đến thời giờ của các anh chị. Trong buổi livestream chia sẻ 108 con số quyền lực thì Loan Duyên sẽ dành tặng cho quý anh chị và các bạn một bài thơ được viết theo thể thức định tâm thức An Tự Kinh. Ok, đó là bài thơ Thủy Hử. Thủy Hử chính là 108 vị anh hùng lương sơn bạc. Thờ tâm chính hủy thị đang, thủy cung chính ý kỳ đàng nở hoa. Hử
nghĩa nghe khí thế ca, ra oai tinh khí thần đà kỵ binh. 108 sinh linh, phương trượng khí phách chân kinh anh tài. Ở đời trải nghiệm đầu thai, ai sinh cũng khổ, phải đai hai lần. Một lần chết vì người thân, một lần cống hiến chết hành chúng sinh. Mệnh nghiệp chúng ý phải tinh, thần linh không rõ nghiệp mình bơ vơ. Đứng cô độc thì làm thơ, còn chung chí hướng đánh cờ nước non. Trung hiếu đạo nghĩa sắc son, lương sơn hành thức ý đờn hoa tiêu. Quy y chí khí dầm di, đà đà dũng cảm tầm gì cũng minh. 108 thánh binh, tuy rằng khác tính nhưng tình giống nhau. Triều đình ý thức tự sâu, định sai từ mẫu kéo theo hư người. Chữ hử cũng khí tế trời, hực hơi thể hiện quy trời phó thiên. Ý nghĩa chính mệnh đã biên, phong thần sử sách chính chuyên nghiệp lành. Giúp chúng sanh răng tách thành, không tranh danh lợi nhưng thành đại nhân. Kinh tế khác nghĩa đấu tranh, kinh bang tế thế ý thanh thì giàu. Tiên thiên đoán giá trụ nhau, nâng cao thiện nghiệp về sau trí thành. Trí tuệ không ở đấu tranh, tâm quy quỹ đạo vào nhanh ý mình. Thượng lưu, thượng giới, thượng thời, 108 lưu người Việt Nam. Và bài thơ được viết bởi Trường Tử vào ngày hôm nay, khi mà Loan Duyên đã khởi sự có một cái mong muốn là sẽ có một buổi livestream để chia sẻ về con số 108. Thì Master Nguyễn Đình Hiệp đã dành tặng bài thơ này cho Loan Duyên, và bài thơ hết sức là tuyệt vời. Loan Duyên dành tặng lại cho tất cả các quý vị, các anh chị đã có cơ duyên để lắng nghe livestream ngày hôm nay của Loan Duyên. Và với các anh chị em học viên trong khóa học 21 bài giảng phát triển bản thể và truyền nhân định tâm thức đều đã rất là quen thuộc với phần bình giảng thơ Trường Tử Kinh và phân tích định thức theo An Tự Kinh. Và trong livestream này thì sẽ có rất là nhiều các anh chị lần đầu tiên nghe thấy cái định thức này, và Loan Duyên sẽ chia sẻ với các anh chị để anh chị hiểu hơn về phần này nhé. Trong bài thơ thì ta thấy là có hai pháp, đó là thủy và hử. Vậy thì chữ thủy theo thể thức của An Tự Kinh thì chữ thủy với tiếng Kinh Việt Nam thì được ghép bởi chữ gì các anh chị nhỉ? Đó là chữ thờ và chữ ủy đúng không ạ? Hay là chữ tê, chữ hát và chữ ủy? Vậy thì bài thơ đại ý là định nghĩa là giá trị của 108 vị anh hùng lương sơn bạc. Sinh mệnh con người sinh ra thì ai cũng có sứ mệnh riêng của mình, và khi chết đi sống lại lần thứ hai. Thì 108, con số này là tượng trưng cho sức mạnh của lòng dũng cảm con người, nên tựa đề thủy hử ứng ngay vào An Tự Kinh thì định thức sẽ dịch nghĩa ra là thờ cái uy lực trong chính chân kinh của con người. Và khi có sứ mệnh sống đúng với giá trị chân lý của mình thì ai cũng sẽ được sống với sự chân thành, thành ý, sự thực bên trong, và chính là cái sứ mệnh đích thực mà khi các anh chị sinh ra trả lời được hai câu hỏi lớn: tôi là ai và sứ mệnh của tôi là gì. Từ đấy các anh chị sẽ có hiếu kính, nghĩa khí, trung thành và đạo lý. Đang mong chờ, rất là nhiều anh chị đang mong chờ món quà thứ ba từ Loan Duyên. Vâng, và bây giờ đã là 9:33 rồi, Loan Duyên sẽ xin phép 10 phút nữa để kết thúc livestream ngày hôm nay, cũng như là dành món quà đặc biệt nhất trong ngày hôm nay cho tất cả các anh chị đã tham gia từ đầu buổi đến giờ. Và không để các anh chị chờ lâu nữa, món quà thứ ba Loan Duyên sẽ dành cho hai anh chị nào nhanh nhất để nhận được học bổng là 40% khóa học Leader Truyền Cảm Hứng Chim Ưng Camp trị giá là 2.500.000 đồng, khi các anh chị comment là tôi muốn nhận món quà Leader Truyền Cảm Hứng. Các anh chị hãy tag tên ba người bạn của mình, chia sẻ livestream này và subscribe cho kênh YouTube của BNAO Startup Success. Hãy tổng quan lại đầy đủ ý nghĩa nhất của livestream 108 con số bí ẩn quyền lực. Các anh chị em, món quà càng cao thì thử thách càng nhiều đúng không ạ? Các anh chị em phải làm đủ các bước thì mới nhận được món quà này nhá. Thì món quà trị giá là 1 triệu đồng dành cho hai người. 1 triệu đồng và chỉ có hai người nhanh nhất để đạt được học bổng trị giá 40% khóa học Leader Truyền Cảm Hứng.
Khóa chi mừng camp này sẽ diễn ra tại một resort. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Sẽ là trải nghiệm du lịch sinh thái kết hợp với thiền định 2 ngày 1 đêm. Và các anh chị sẽ trở thành những người leader truyền cảm hứng, tạo động lực cho đội nhóm của mình. Và yêu cầu hết sức đơn giản, các anh chị em hãy tắt tên 3 người bạn của mình vào, chia sẻ livestream này, subscribe cho kênh YouTube và hãy comment tổng quan đầy đủ ý nghĩa của con số 108 bí ẩn mà ngày hôm nay Đoàn Diên chia sẻ từ đầu buổi livestream đến giờ. Các anh chị nào mà tham gia vào giữa buổi chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là nuối tiếc vì là bị lỡ mất phần đầu tiên chia sẻ rồi. Và các anh chị em hãy tổng quan lại nhé, và để xem ai là người nhận được món quà ngày hôm nay. Và xin thông báo là ban thư ký đã gửi về cho Loan Diên 10 người tiếp theo comment để nhận món quà thứ nhất cũng như là tác tên đã có rồi. Rất là tuyệt vời. Và có hai anh chị đã nhận được món quà thứ hai, đó chính là chị Xuân Trương và chị Lương Giang đã nhận được món quà 40% học bổng của khóa học đào tạo truyền nhân định tâm thức trị giá là 720k. Rất là tuyệt vời và chúc mừng hai chị Xuân Trương và Lương Giang rất là nhiều. Và món quà thứ ba sẽ dành tặng cho ai đây ạ? Món quà thứ ba sẽ dành tặng cho hai anh chị nào mà hoàn thành được tất cả những thử thách đầy đủ nhất. Và bên bộ phận thư ký cũng đang là hết sức là quan sát rất là kỹ để không bỏ qua bất kỳ một comment nào của các anh chị. Do vậy nên món quà thứ ba Lan Duyên sẽ thông báo ở sau buổi cuối buổi livestream này nhé. Chúng ta còn 4 phút nữa, Lan Duyên sẽ chia sẻ về cái ý nghĩa con số 108 làm sao có thể giúp cho tất cả các anh chị có trí tuệ, có sự giàu có phồn thịnh và có thiện nghiệp. Trong con đường tự tôn của BNAO thì người đứng đầu của BNAO nhận được tất cả các giá trị đó. Ai ở trong cuộc đời này cũng mong muốn tìm ra sứ mệnh đích thực của cuộc đời mình và muốn có một cái sự nghiệp thiện lành, sống có ích cho cộng đồng, cho xã hội, được tự do tài chính, có một sức khỏe tuyệt vời, có một gia đình hạnh phúc và quan trọng là các anh chị cảm thấy thư thái và bình an trong tâm hồn. Tất cả những giá trị đó khi các anh chị đã đạt được rồi thì chúng ta mong muốn được phụng sự xã hội, trao lại tất cả những giá trị, trí tuệ cho cộng đồng, cho chúng sinh, cho đất nước, thì đó chính là cái ý nghĩa quan trọng nhất. Và trong BNAO thì có 108 nhân tố sẽ đạt được tất cả các giá trị này. Có tuyệt vời không anh chị? Đó lý do vì sao lại 108 nó lại xuất hiện rất là nhiều như thế mà Loan Duyên rất là nóng lòng muốn chia sẻ với các anh chị, nó có ý nghĩa như thế. Và 108 vị master của BNAO với lòng yêu thương con người, đất nước và với tiếng nói của văn hóa dân tộc Việt Nam theo định tâm thức tiếng Kinh Việt Nam ngữ nghĩa tể. Và có thể nói rằng là ngôn ngữ chính là sức sống mãnh liệt của đất nước và nó cũng chính là ngũ giới, là phục vụ cho pháp khí của con người. Từ đây thì anh chị em nào mà có đủ nhân duyên để hội tụ có thể trở về với team 108 của BNAO là những con người được lựa chọn, những con người phải vượt qua rất là nhiều những thách thức khác nhau để có thể vượt ngưỡng và đi theo từng nấc thang của con đường tự tôn. Và khi các anh chị trở thành một trong 108 Master BNAO, các anh chị sẽ được sống trong một môi trường làm kinh tế thiện nghiệp. Mà kinh tế thì trong bài thơ Trường Tử cũng có viết, đó là kinh tế chính là kinh bang và tế thế. Và câu này cũng rất là quen thuộc với các anh chị đã từng nghe anh Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ một lần rồi đúng không ạ? Vậy thì kinh tế theo góc nhìn của Am Thực Kinh và Định Tâm Thức là gì? Chữ kinh ở đây chính là chữ K, chữ I, chữ N và chữ H. Tức là con người phải biết ca hát cái y, mà y trong y học hiện đại thì chính là tinh khí và thần. Từ đó thì con người ta khi mà luôn luôn là coi trọng cái tinh khí thần bên trong con người mình, thì tinh khí là nó ở bên trong và thần là những gì xuất ra bên ngoài. Các anh chị nhìn thấy Loan Duyên ngày hôm nay là thần thái thế nào ạ? Đó, rất là tuyệt vời đúng không? Các anh chị sẽ thấy là
sau ngày hôm nay thì trông bạn thần thái thế, trông bạn khác thế. Hoặc là trên cái poster thư mời của Loan Duyên trông rất là có phong thái doanh nhân, thì đó chính là cái tinh, cái khí ở bên trong đã xuất ra thần ở bên ngoài. Và từ đó thì con người ta trở nên tinh tế, có vi tế và sống tử tế, có kính trên nhường dưới. Bởi vì có kính rồi thì mới có kinh. Và có kinh, kinh là gì? Kinh chính là những cái pháp hay nhất, đẹp nhất của con người. Đó, ví dụ như là kinh Đức Phật thì chính là những lời răn dạy hay nhất của Đức Phật. Hay là kinh Thánh thì cũng là những gì tuyệt vời nhất để ghi chép trong bộ kinh đó. Vậy thì cái kinh của anh chị làm thế nào để anh chị có được kinh? Kinh ở đây chính là kinh doanh. Kinh doanh chính là kinh do anh. Hay không ạ? Tránh ngữ tiếng kinh Việt Nam đấy ạ. Tiếng kinh cũng là một ngôn ngữ vi diệu của vũ trụ mà tạo hóa đã dành một ngôn giới đặc biệt cho ngôn ngữ mà chúng ta đang nói, đó chính là tránh ngữ tiếng kinh Việt Nam. Do vậy thì kinh chính là một ngôn từ không phải đơn giản chỉ để giao tiếp thông thường, mà nó chính là ngôn từ của vũ trụ. Và kinh do anh chính là bộ kinh đẹp nhất mà các anh chị có thể tự viết nên. Và từ đó thì nghiệp do anh mà thành. Từ đấy thì anh có thể ban ra được triết lý sống cho tất cả người đời và chúng sinh. Và nhờ am tự kinh theo thể tiết định tâm thức thì sẽ mở ra một nguyên lý thành công cho cuộc sống, đó là ai cũng phải sống lương thiện. Nhưng mà khi chúng ta sống lương thiện thì chúng ta cũng phải dụng được một cái đầu trí tuệ và một trái tim nóng ấm đầy tình yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu thương là chân lý, đấy là sự thực và thắp sáng lên. Và tình yêu thương đấy phải dành cho chúng sinh, xóa bỏ đi tất cả những lòng hận thù, không còn tham sân si ảo tưởng dục vọng nữa. Và khi làm ăn kinh tế thì chúng ta phải bảo vệ ngay khi chúng ta cùng sống, cùng vui, cùng chí hướng. Và rồi trong chính thể của BNAO thì có một nhân tố bí ẩn để giải huyệt đạo trong thủy hử, đó chính là pháp sự tổ chức uy nghiêm ngay chính từ ý thức để gặp nhau, tạo ra một cái giá trị cốt lõi về nhân phẩm để chuẩn hóa con người Việt Nam đúng với kinh tộc Âu Cơ chống đồng lạc Việt. Rất là tuyệt vời ngày hôm nay, một buổi chia sẻ trong một buổi tối hết sức là tuyệt vời. Và giờ phút cuối cùng của buổi live stream ngày hôm nay thì Loan Duyên đã thấy là ban thư ký đã báo về Loan Duyên rồi. Và xin chúc mừng hai bạn nhận học bổng khóa 40% leader truyền cảm hứng, đó chính là Trang Menino và chị Lương Giang. Hết sức là tuyệt vời, xin chúc mừng chị Trang và chị Giang một lần nữa. Hai chị đã hoàn thành được tất cả những thử thách cũng như là những yêu cầu để có thể đạt được học bổng trị giá là 40% khóa học leader truyền cảm hứng. Đây là một khóa học du lịch trải nghiệm và các anh chị sẽ có rất là nhiều những trải nghiệm thú vị. Và khi đó chúng ta cùng sống, cùng vui, cùng làm việc, cùng sinh hoạt và cùng học tập, cùng thiền định. Các anh chị sẽ thấy đó là một cái cơ hội hết sức tuyệt vời dành cho các anh chị mà ngày hôm nay thực sự là cơ duyên để chúc mừng hai chị, đó là chị Trang và chị Lương Giang. Rất là tuyệt vời và cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Bây giờ cũng đã đến lúc mà buổi livestream về chủ đề 108 con số bí ẩn quyền lực của định tâm thức do coach Tự Ngọc Loan Duyên. Hiện tại thì cũng đã đến giờ chúng ta sẽ phải dừng ở đây, để chúng ta hãy luôn luôn giữ ba cái chữ tự, đúng không ạ? Ba chữ tự là gì ạ? Tự nhiên, đó là cái giờ giấc sinh hoạt của mỗi cá nhân con người, ăn uống ngủ nghỉ. Thứ hai đó là tự giác. Tự giác là khi chúng ta đi làm việc thì chúng ta phải tự giác với trách nhiệm của công việc của công ty của chúng ta, chứ không có bất kỳ một người nào có thể ngồi bên cạnh các anh chị để xem các anh chị có làm việc thực sự được hay không. Đó là tinh thần tự giác. Và giá trị cuối cùng đó chính là sự tự do. Tự do các anh chị có 8 tiếng để các anh chị làm những gì mà chúng ta yêu thích. Chúng ta có thể dành 8 tiếng để chúng ta đi chơi bóng đá, bóng rổ, hay chúng ta dành 8 tiếng để chúng ta đọc sách, hoặc là cũng có thể dành 8 tiếng để có thể lắng nghe những lời nói hay, ý đẹp, hoặc là những lời chia sẻ của bạn bè hay là của những người thầy, người cô mà đào tạo, dạy dỗ cho chúng ta và đưa cho chúng ta những tri thức thực sự. Thì đó chính là 8 giờ của các anh chị. Và giờ này thì cũng có thể là các anh chị sẽ dành cái khoảng thời gian tự nhiên để cho việc sinh hoạt cũng như là chăm sóc con cái và gia đình rồi. Nên là buổi livestream của Loan Duyên ngày hôm nay sẽ xin kết thúc tại đây. Và các quý vị, các anh chị em và các bạn hãy để lại
cho Loan Duyên xin những cảm nhận về buổi livestream ngày hôm nay của Loan Duyên nhé. Và một lần nữa thì xin chúc mừng tất cả các anh chị em hôm nay đã may mắn nhận được quà tặng từ phòng đào tạo của Viện Đào tạo Định Tâm Thức Kinh doanh. Và từ giờ cho đến sáng ngày mai thì phòng đào tạo sẽ liên hệ sớm với tất cả các anh chị đã nhận được quà tặng này. Và các quý vị, các anh chị em và các bạn đừng quên like, share và comment đón chờ những buổi chia sẻ tiếp theo của Loan Duyên nhé. Chúc tất cả các quý vị, các anh chị em một buổi tối vui vẻ, an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào buổi livestream sau.